À, đây chính là aquy lithium 100A được kết nối từ những viên pin 32650. Thì hôm nay mình sẽ thanh lý rẻ cho anh em. Anh em nào có nhu cầu chúng ta có thể liên hệ với số điện thoại mình để trên màn ảnh nha. Xin chào tất cả anh em có cái niềm đam mê năng lượng mặt trời. Thì hôm nay mình lại tiếp tục review cái bộ năng lượng mặt trời độc lập của gia đình mình. Thì đây là cái biến tần Sigatec, hay còn gọi là biến tần Victor đó. Đây loại này là hệ 24V, 2400W và hỗ trợ tấm pin tối đa là 3000W. Thì mình đã sử dụng được hơn 2 tháng nay rồi, thì hiệu quả rất là cao. Sáng nay là chắc này mới có tầm khoảng hơn 9 giờ thôi, khoảng 9 giờ 15, 9 giờ 15 sáng mà cái biến tần này nó đã cho ra tới gần 1400W, gần 1400W. Chính vì vậy là trong quá trình mình sử dụng á, thì mình có hai cái aquy lithium để lưu trữ cái lượng điện năng này. Thì thông thường là tầm khoảng 10 đến 11 giờ trưa là coi như hai cái aquy lithium này nó đã đầy rồi. Bởi vì mỗi một cái aquy này là 100A, 100A hệ 12V. Hai cái thì mình ghép lại thành hệ 24. Vậy thì khi cái aquy này đầy á, thì gần như là chúng ta bị lãng phí toàn bộ cái lượng điện năng mà tấm pin năng lượng mặt trời tạo ra. Chính vậy là mình có cái định nâng cấp cái aquy này, nâng cấp cái aquy này lên cao hơn nữa. Cho nên là mình có nhà ý là muốn thanh lý hai cái bình aquy lithium này. Thì nói sơ qua về hai cái bình aquy lithium này để cho anh em nắm. Thì đây là hai cái bình mà mình tự mua những cái viên pin 32650 về mình tự lắp. Mình lắp cho gia đình mình xài. Chính vậy là mình lắp rất là kỹ và rất là chắc chắn. Ở đây thì những cái tấm kẽm mà mình lắp ở các cái đầu pin này nè, là mình chồng lại là tới 4 lớp lận. 4 lớp lại rất là chắc chắn luôn. Đây là cái mạch điều khiển sạc xả. Thì đây là cái loại 20V. Mình xả có thể là lên đến 150A vô tư luôn. Và mình có lắp ở đây một cái quạt. Đây một cái quạt tản nhiệt. Đây, đây. Đây là cái quạt tản nhiệt để giúp cho cái mạch này được sử dụng, và trong quá trình chúng ta sử dụng mà nó rất là mát, không có bị nóng. Và tất cả những cái dây dẫn mình đi đây là dây lớn hết. Rất là chắc chắn luôn. Thì khi mà mình lắp cái bộ này là mục đích mình để là mình xài. Chính vậy là mình lắp rất là chắc chắn. Đây, mình có lắp luôn cả cái đồng hồ đo tổng cái điện năng của cái aquy này, cũng như là từng cái viên nhỏ. Tuy nhiên là những cái viên nhỏ này nè, là mình lắp vào cái đồng hồ này nó không có chính xác lắm, nó chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Đây có thấy có sự lệch. Tuy nhiên là khi chúng ta đo là hoàn toàn là nó không có bị lệch nha. Tại vì đây nó hiển thị như thế, chủ yếu là để chúng ta xem coi nó có cái gì bất thường hay không thôi. Rồi dưới này tương tự cũng vậy. Tuy nhiên là dưới này mình lắp những cái đồng hồ đo nó khác nhau. Thì những cái đồng hồ này là nó hiển thị nó lệch hơn so với cái đồng hồ này. Ví dụ ở đây nó ghi là 3,2, ở đây là 3V. Thì hai cái này mặc dù nó hiển thị trên lệch nhưng mà nó cùng một cái điện áp đó. Chúng ta sử dụng quen thì người ta biết mà thôi. Rồi đây là cái bình lithium mà được lắp ráp từ những viên pin 3650. Mình đã trải nghiệm rồi, thì thực tế hai cái bình này á, nó có thể lưu trữ đến 2 ký 2 điện. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta, anh em nào mà chúng ta có nhu cầu, chúng ta muốn sử dụng để trải nghiệm cái bình lithium này á, thì mình sẽ thanh lý với giá ưu đãi cho anh em. Thì trên thị trường mỗi cái bình lithium như thế này á, là với cái giá tầm khoảng 4,2 triệu đến 4,5 triệu và chưa ship. Thì mình thanh lý cho anh em hai cái bình này với giá là 7 triệu đồng, mình bao ship toàn quốc luôn. Mình nhắc lại, mình sẽ
không thanh lý từng cái mà mình sẽ thanh lý nguyên một cặp mình luôn, là với cái giá là 7 triệu đồng là mình sẽ bao ship toàn quốc. Để cho anh em nào mà chúng ta chưa sử dụng cái loại bình lithium này thì mình có những cái trải nghiệm. Mình bán cái bộ bình này mình cũng rất là tiếc, bởi vì đây là cái sản phẩm đầu tay của mình để mình lắp ráp, là chủ yếu là mục đích để mình xài. Tuy nhiên bây giờ do cái nhu cầu sử dụng của gia đình là cả một cái hệ thống pin năng lượng mặt trời, bây giờ với hai cái ắc quy này thì nó không lưu trữ được nhiều, nó chỉ lưu trữ hơn 2 ký điện mà thôi. Chính vì vậy là mình muốn nâng cấp lên là thành khoảng lưu trữ khoảng từ 6 đến 8 ký để những cái tấm pin năng lượng mặt trời ở trên nóc nhà của mình phát huy tối đa cái hiệu quả luôn. Bởi vì mình đang sử dụng là tới 1.800 W pin, thì nếu nó tốt thì một ngày nó có thể tạo ra từ 6 đến 8 ký điện. Cho nên là mình cần cái ắc quy lưu trữ tốt để lưu trữ toàn bộ lượng điện đó để vào buổi tối mình xài. Chính vì vậy là các cái ắc quy này mình thanh lý không phải là lý do nó hư hỏng hoặc là nó có sự cố gì cả, mà do là mình muốn nâng cấp lên để mua những cái ắc quy nó có cái dung lượng cao hơn để lưu trữ và sử dụng không lãng phí mà thôi. Đó, chúng ta thấy là đây tấm pin năng lượng mặt trời hiện giờ là 1.300 W, mà trong khi đó là mới có 9 giờ sáng, mới có 9:20 sáng được 1.300 W. Rồi bên cạnh đó là ắc quy chúng ta cũng sắp đầy, ắc quy cũng sắp đầy, cho nên là nếu mà chúng ta không nâng cấp cái các quy lưu trữ lên thì nó sẽ bị lãng phí tấm pin rất là nhiều. Và chính vậy là mình quyết định là mình sẽ thanh lý hai cái quy lithium này. Đây chúng ta xem là như mới hoàn toàn, mình sử dụng được mới mấy tháng thôi, mạch này xài rất tốt, sạc xả là chúng ta xả tầm khoảng 100 ma đổ lại là vô tư, 100 ma đổ lại là vô tư, mạch tới 21 phép nữa. Mình hàng là tất cả là 2 giây hết, đây 2 giây rất là chắc chắn luôn. Những cái kẽm mà mình để giữa hai tấm pin này, giữa các viên pin này đều là 4 sợi hết, 4 tấm hết. Ở đây mình có lắp thêm một cái đồng hồ, lúc mới mình không biết, mình lắp thêm ở đây một cái đồng hồ để đo cái dung lượng pin, nhưng thực chất thì nó không có đem lại hiệu quả cao, cho nên cái này tạm thời là đã gắn rồi thôi, mình để tạm tạm nó đi. Đó, chúng ta cần kiểm tra dung lượng của từng viên pin thì chúng ta bật lên chúng ta xem, còn không thì mình tắt nha. Nếu chúng ta để thì nó sẽ làm cho các viên pin này trên là điện áp. Chúng ta bật lên ta xem xong rồi chúng ta tắt đi nha. Bật lên xem mà tính tham khảo thôi nha, những con số này không chính xác lắm đâu, bởi vì những cái sai số do cái đồng hồ này đo rất là lớn, mình tính tham khảo thôi. Rồi trên đây là toàn bộ cái video mình muốn phân tích như chia sẻ cho anh em, để cho anh em có thể là có cái nhìn về cái những cái ắc quy lithium này. Nếu anh em có nhu cầu mua thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để trên màn ảnh cũng như dưới phần mô tả. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.